Vâng, lời đầu tiên cho phép Việt Nam TV gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, hiện tại lúc này Việt Nam đang có mặt ở khu nhà của chị Sáu, anh Hai, là những cái người gọi là anh em vợ của anh phía chị Bằng, và có cả anh Tuấn phía bên trong đó. Hiện tại cả gia đình đang tất bật làm một cái công việc gì đó, thì Việt Nam lúc này cũng chưa nắm được. Sau đây mời quý vị khán giả di chuyển vào phía bên trong cùng em để là tìm hiểu coi cái công việc nghề biển nó như thế nào và họ đang làm cái điều gì nha, thưa cả nhà mình. Dù quý vị có bị đau tử hay loét dạ dày nặng tới cỡ nào, chỉ cần sử dụng mật ong rừng bên phía Việt Nam TV cùng với phương thuốc bí truyền cùng liều lượng, cam kết với quý vị khán giả chỉ cần 2 lần sử dụng sẽ là hoàn toàn hết đau bao tử và loét dạ dày nha, thưa cả nhà mình. Mật ong rừng xịn 100% là cả nhà. Bên cạnh đó thì kênh còn có bán cái sản phẩm nước cốt nhào nha cả nhà mình ơi. Trị đau nhức, nhức mỏi, xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nếu mà quý bà con nào cần hãy liên hệ trực tiếp với Nhật Nam. Đây nè cả nhà, toàn bộ cái khung cảnh ở cái khu vực đó nè cả nhà. Sau đây mình sẽ di chuyển vào phía bên đó để là tìm hiểu xem là con chào bà mẹ. Con chào bà mẹ. Con chào bà mẹ. Hiện tại là đang làm cái công việc gì hả bà mẹ? Làm bè á, làm bè nuôi hàu á. À. Làm bè nuôi hàu. Làm bè nuôi hàu. À, à nuôi cái con hàu ăn của nuôi mình hàu ăn á, của mình ăn á. À. Đó. Làm cá đem về đó. À dạ. À. Rồi làm thêm cá nữa. À. Vậy á. Rồi con chào bác. Kiếm nha con, chào con. Kiếm lên đây. Là đây là đang làm cái gì đấy đấy? Bè nuôi hàu. Bè nuôi hàu. Bè nuôi hàu. Là phía đó là đã xong một cái bè hả? Bè. Làm thêm một cái nữa đó. Dạ. Đây là bè để nuôi hàu đấy quý vị này. Là làm từ sáng đến giờ là được một cái hả bác? Ồ, dậy cũng nhanh quá. Ủa, chẳng hạn như khi mà mình làm xong rồi mình dậy ra ngoài phía bên đó để là nuôi. Là lúc ở kia. À. Bè xíu, bè đồ ở ngoài đó. Là lúc. Còn ra con bao thúng ra, nếu con trâu rồi bao thúng ra. Ồ, mãi ngoài kia luôn đó. Đó. Còn thằng kia nhà đấy, hai chiếc đó. Dạ. Cần chiếc màu vàng, chiếc màu vàng luôn. Đây để con đi di chuyển qua phía bên đó không? Khỏi thôi. Dạ. Anh Tuấn anh đang làm gì á anh Tuấn ơi? Anh đang làm cái công việc gì á? Bè đấy nuôi ba con hàu mấy đó hồng nấu ăn được á. Em nghe mic nói chuyện bên Tuấn sẽ anh Tuấn nói chúng ta có bơ ông qua kêu bơ luôn. Đó cột rồi bơ làm cái gì đó. À mình cột bằng dây cước ha. Đúng rồi. Còn anh Tuấn làm cái công việc này lâu chưa? Chúng mình cũng mới làm rồi. Em chào anh Hai ha. Em chào chị Sáu, em cũng chào mình ha. Làm nó quen rồi. Nói chung là người cướp này cũng lớn quá ha. Cướp 100 mấy. Anh Tấn đây là ông chủ rồi mà. Lên chủ rồi. Đổi đời rồi. Đâu còn anh Tấn như ngày xưa nữa. Anh Tấn ngày xưa lân lê lân la như nhà hoang đồ. Ông chủ gì? Anh Tấn thành ông chủ gì Phi có thể chia sẻ cho bà con biết không? Tại ông chủ hào, nuôi hào. Thì giờ làm bè nuôi hào là ông chủ hào rồi. Sao nữa? Đúng không? Tương lai. Trong tương đây là gọi là ông chủ tương lai. Cái này tương lai thôi. Hiện tại hiểu không? Cái này là mình hiện tại thì ông chủ vẫn còn đang làm mướn. Đúng, làm mướn cho còn chủ tương lai. Mà sao rồi? Đúng không? Thì ông chủ tương lai mình nói tương lai chứ bộ. Đúng rồi, đúng chứ sao? Chữ tương lai là chữ tương lai. Ông chủ tương lai hả chị Sáu? Nói về khán giả táo quạ và mưa quạ mới đó mà mới ra cam ranh đó mà giờ sao mà coi như có vốn đầu tư nuôi hàu nó đủ quá trời
thì trước tiên làm ông chủ là mình phải khởi sắc, mình phải học khởi nghiệp chứ. Mình muốn làm ông chủ trước kia mình phải làm ông chủ chứ, là học hỏi kinh nghiệm rồi các kiểu nữa. Chứ sao ông mới đẻ ra mình làm chủ liền không? Đây mới là bà chủ thực thụ nè. Chị có thể là chia sẻ là trải qua bao nhiêu năm tháng đi làm ở đợ hay là đi phụ rồi chị mới trở thành bà chủ như ngày hôm nay không? Cũng được 3 năm á. 3 năm làm thuê người ta á. À. Rồi mình học lỡ người ta, mình học người ta tháng giờ mình lên làm chủ luôn. Gọi là ăn cắp nghề. Đúng rồi. À. anh hai làm vậy lâu chưa anh hai? Mười mấy năm rồi, mười sáu. Hả? Mười mấy năm rồi hả? Nhưng anh hai lên chủ chưa anh hai? Lên thợ. Lên thợ. Lên chủ. Là mười mấy năm rồi anh hai lên thợ đó hả? Chưa lên chủ mới lên thợ ra. Sợ đụng. Đụng cái gì là nó. Lên tìm con, tìm cái rồi. Giờ như là chi phí một cái phi này là mình mua là hết bao nhiêu tiền? Lên tìm chỗ Nguyễn Thị Long Lanh cho. 500 à? 500. Mà một cái bè này là hết bao nhiêu cái phi đó? 24. 24. Xin. Ngầu. Phi này phi quá chất mà. Đúng rồi. Phi quá chất. Phi đây này nó đọc chuyển từ Sài Gòn à. Nhưng mà nói chung là mình bịt nắp lại mà mình đâu có làm gì đâu. Nó thay nắp này bơm lên chứ. À. Thay nắp này bơm hao lên chứ. Không bơm hao nó xẹp theo. À. Bơm căng cứng thấy không? Nó bơm thôi. Bơm sao thì khoan. Bơm hao lên. Chứ không có chơi. Không có chơi hàng đi hàng đó nữa. Đó này nó đi vô nó bơm để cho nó chơi. Bơm lên chứ. À vậy là bơm rồi bây giờ chặn vít rồi phải làm bỏ keo nữa. Bỏ keo cho nó chín lại nữa. Vậy là mình mua phi nguyên rồi mình về gia công cho nó chứa hơi trong đó. Vậy là cũng nhiều công đoạn quá ha. Kìa một cái bè cái đó là cái bè hoàn thành ha chị. Tầm khoảng bao nhiêu hầu? 6 cái sâu là một sâu bao nhiêu con? Gái? Một chùm là 280 nắp. 280 con. Mấy con? Con tính sao tính với em nội. Là một chùm của nó đó, là kiểu là cái vỏ hầu là mình sâu lại đúng không? Cái vỏ hầu nó là mình mua một chùm nó là 280 nắp. Một cái trước một cái bè đó là tùy theo dày hay là mỏng, là từ nơi chỗ cái ấy bè nó từ đầu phi làm tới cuối phi là sao mình không làm lớn hơn cho nó ấy. Cái đây là lớn rồi á. Lớn nhất chưa chị? Cái mình muốn lớn nữa làm mình phải chặt bè lại, tại loại tỉ mình làm một cái đây rồi mình chặt cho cái kia hai cái chặt lại là nó lớn, còn mình làm lớn thì nó không có được. Như một cái bè như thế này nè chị, thì tiền giống khoảng bao nhiêu tiền chị sao? Tùy theo giống lên xuống. Tùy theo giống lên hay giống xuống. Tại loại tỷ này giống là 140.000 một sâu, thì mình cứ tính 140.000 một sâu thì mình cứ tính lên là 66 sâu nhân là bao nhiêu tiền đó. Dao động, nó dao động tổng bè. Rồi tỷ này như cái giống này nó cao thì lại là 170-180. Rồi như khi giống nó hẹ là có 80-90 một sâu cũng còn, cũng vẫn là có. Ý em hỏi là hết cái bè này á thì khoảng bao nhiêu tiền giống? Tiền đầu tư. Cái này vô xin. Đầu tư cỡ tầm. Cái này vô xin cho nó rộng. Ba mấy triệu à? Một cái bè như vậy á? Là cả bè hả? Tổng cả bè cả giống. Em hiểu không? Chứ không phải là một mình giống không đâu. Thời gian bao lâu để là con hàng nó lớn? Thời gian mình thu là cỡ tầm 2 tháng. Nếu mà nó bị con nước, nó bị nước á, thì nó cỡ tầm 2 tháng. Bè nước nó đẹp thì 2 tháng, còn nước nó xấu thì 2 tháng, 3 tháng. À, mình quăng con giống vậy thôi, lên bè vậy thôi chứ mình đâu có làm gì thêm đâu đúng không chị? Không. Có cho ăn không chị? Không. Không có cho hào ăn? Không có cho hào ăn, không cho gì hết đó. Rồi nó đói sao trời? Mình chỉ cấy giống xuống, cấy giống bỏ xuống bè rồi tự cái nó ăn cái tảo cái bọt. Nó ăn tảo mà. Nó không còn là phải xuống. À, vậy có nghĩa là mình cũng không để ý tới nước nôi gì hết, mình chỉ đẩy ra ngoài biển vậy thôi. Một lần nữa thôi, rồi bỏ đó rồi. Chứ 5-3 ngày rồi mình làm xuyên thì mình ra mình thăm nó. Còn mình làm biếng thì tháng, tại loại vậy. Rồi tháng thứ 2, tháng thứ 3 mình ra mình xuất. Cũng mình xuất thì mình có
mình có công nhà thì mình sắp công nhà, nếu không có công nhà thì mình phải mướn những người dạy em. Vậy là ví dụ như là cái biển như thế này là coi như ai nuôi cũng được hay là sao? Phải có chủ cái này cái kia hết chứ, không phải là ai cũng được. Là mình phải có cái địa phận của mình đúng không? Thì là mình dằn hay là như thế nào? Đúng rồi. Chứ đâu phải là chỗ biển nào mà cũng bỏ được, bỏ đâu. Nhiều khi mình bỏ mình nắng ghi cổ của người ta rồi. Để tình sao? Ghi vô nó tung bì mình ai chịu trách nhiệm. Tại vì chỗ cái đường đi chạy mà. Mình bỏ cái ranh giới của nó đàng hoàng á. Như anh Tuấn ra ngoài đây là làm cái công việc này là được bao nhiêu ngày rồi cô Sáu? Nếu mà anh Tuấn ra đây làm thì nếu anh Tuấn làm cũng được một tuần rồi. Một tuần anh Tuấn khảo sát rồi. Là nuôi hầu là ra ngoài bè hầu là coi như cũng đi rồi đúng không? Đúng rồi, Tuấn đi rồi. Ra bè, rồi bây giờ hiện tại là chỉ cho anh Tuấn để làm bè. Rồi đó, rồi sau này nếu anh Tuấn làm bè được rồi cho anh Tuấn lên những cái khâu đại loại, những khâu từ từ nó dễ rồi nó lần khó lần nữa. Nói chung là đào tạo anh Tuấn để anh Tuấn đi làm mướn trước. Đúng rồi, còn làm chủ hay không thì do... Do anh Tuấn có tiền hay không? Không thì do cái bản thân của mình thôi, cái óc của mình để sáng tạo thôi. Chứ còn nhiều người người ta học nghề 3-4 năm trời, mấy năm 7-8 năm trời chưa có ra ông chủ luôn sao? Nhiều người ta lanh khôn thì đại loại 1 tháng 2 tháng người ta chuyển sang làm chủ. Thì đại loại người ta... Không, nếu mà 1 tháng 2 tháng thì gấp quá. Là như cái bè... Chừng tiệm mà đi học nghề của người ta chừng 1 tháng, 1 tháng rưỡi thành tài. Ghê vậy? Không phải là tự tin luôn á. Tại cái đây nó có cái tính thập lỗm hay lắm. Đâu gửi khẩu trang ra cho cả bà con thiên hạ người ta thấy cái tính thập lỗm. Cái mặt mày nó vô bây giờ mà gửi khẩu trang xỉu luôn á. Ủa? Như giờ cái bè này mình đang làm là mình làm để mình bán bè hay là mình làm để coi như mình nuôi hả cô Sáu? Đại loại này người ta đặt bè là mình làm mình lãnh mình làm mình giao cho người ta. Là đây là coi như mình làm cho người ta. Kiểu là mình nhận lãnh ăn lời. Đúng rồi. Chứ mình không có lấy cho mình. Đại là vật vật tư của mình hết. Đây là cái thước của tỷ người ta đặt bì đó rồi. Tỷ làm cho cái mẫu bì 21 phi, 24 phi, rồi 15 phi là giá đó bao nhiêu tiền. Thì nếu mà chấp nhận cái giá đó thì mình làm. Mình mua vật tư gì mình làm cho người ta. Rồi xong bè, xong cổ là mình giao cho người ta lấy ghi gắt. Còn nếu người ta không có ghi gắt thì mình cứ nói là tỷ chắc hai cái bè ra tỷ này số 3, số 4, số 5 đại loại gì đó. Đây cái lấy bao nhiêu xe thì 1 triệu, 2 triệu gì đó thì người ta chịu ghi gắt cho người ta. Còn nếu mà không chịu thì thôi người ta cứ ghi khác người ta gắt. Như là một cái bè như thế này thì bao nhiêu ngày là xong một cái bè? Nếu mà công gia cỡ tầm 4 người thì cỡ 1 ngày rưỡi xong 2 bè. 4 người 1 ngày rưỡi xong 2 bè. Giờ là cô Sáu tiết lộ cái thu nhập cho khán giả biết rồi. Thế là tiết lộ là biết là sao? Là ví dụ như là mình chi phí hết rồi thì coi như mình lời được bao nhiêu trong một cái bè. Nói chung là một cái bè thì nếu mà cái chúng mà cái lô cây nó về á, là nếu mà cái lô cây mà nó bị ứ hàng á là mình mua rẻ, là mình tỷ thế một bè mình lời có thể là 4-5 triệu. Còn nếu mà cái lô cây mà nó hiếm cây hoặc là hiếm phi là mình càng gấp là bè đó mình chỉ lời được 2-3 triệu thôi. Là trừ chi phí công nhân đi rồi. Được không nha? Ồ vậy cũng được ha. Vậy coi như chỉ cho anh Tuấn nhận làm bè nè. Anh Tuấn nếu mà anh Tuấn có điều kiện thì anh Tuấn thôi nếu mà bây giờ làm mướn cho ta nó khổ lắm. Thì giờ mà vừa làm chủ mà vừa làm mướn luôn đi. Ta nó về có cơ sở không? Nếu mà bây giờ anh Tuấn có điều kiện thì anh Tuấn bỏ một bè hoặc hai bè đây anh Tuấn làm. Thì xong mình vừa làm bên đó xong mình bỏ xuống mình có thể đi biển đi giả. Hoặc có thể mình có thể là mình đi lấy hầu cho người ta. Hoặc mình đi xả hầu cho người ta. Đại loại tỷ nè. Người ta mướn mình xỏ một sâu là 30 đi thì mình xỏ một ngày thả 10 sâu thì mình được 300. Tại tỷ là mình xỏ bao nhiêu sâu thì mình ăn thì bao nhiêu sâu. Rồi tỷ mình người ta dây mình hậu tắng tỷ một tắng 6-700 thì mình cứ lấy một tấn thì cứ 6-700. Như mình đầu tư một cái bè vậy 30 mấy triệu. Rồi tới lúc thu nhập thì nó cũng ổn định không chị? Nó ổn định, nếu đại loại 2 tháng thu nhập. Tầm 2 tháng thu nhập nếu mình lời thì nó cũng được từ giá. Nếu công nhà mình làm thì nó cũng được từ giá đến 9-10 triệu. 9-10 triệu. Còn nếu mà công người ta thì mình lời cỡ thành từ 5-6 triệu. Có rủi ro gì không? Không. Tại vì cái con hầu đây á là nó cái giống sẵn cho mình rồi. Chứ không phải là giống của nó này, cái đại là nó không rồi mình về nó tạo hầu. Cái đây là giống của nó nên cái sẵn luôn.
là mình thì mình chỉ cần bỏ xuống thôi. Là nói chung là nó phát triển tốt. Biển là nó tự động lớn thôi. Chứ nó không cần phải mình phải nè, ta ăn cá hoặc là ăn cái thứ này thứ kia nọ không. Thì nếu như mà anh Tuấn mà có làm thì cái như là đầu tiên thì cũng phải dựng cái mối quan hệ thì phải nhờ anh em nhà mình chứ đúng không? Thì mới làm được chứ, ví dụ như giờ bỗng nhiên ví dụ như là có vốn hay chăng nữa đi. Nhưng mà chưa có mối quan hệ thì coi như cũng đâu có làm được. Nói chung với anh Tuấn vậy là phải dìu dắt anh Tuấn lên. Từ từ anh Tuấn phải đi từng bước để anh Tuấn học. À, là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó rồi sau anh Tuấn rành rồi có thể cho anh Tuấn đã làm riêng. Vậy cũng tốt, được em vợ mà quan tâm giúp đỡ như vậy thì cũng quá tốt rồi, tạo điều kiện công việc. Cái gì im hả anh Tuấn hả? Chúng ai đi tìm vợ tìm đồ không? Làm tính của em rồi không? Dợp ngang không làm gì đâu. Đâu, vợ làm sao? Vợ là cũng như... kiếm vợ hay gì? Vợ là không làm được đúng không? Vợ nó bị mất. Không làm được chứ đúng không? Ông nó còn leo không được. Vợ hay có lâu rồi. Ông có nói là vợ bỏ đi. Vợ mất rồi. Cái này là... cái này là mình cặp cây xong rồi mình bắt những cái cây ngang lên. Như là những cái phao vậy đúng không? Làm tại nhân người anh nhân biển quen rồi làm dầm ngang làm đồ liên quan tới biển dễ thôi đúng không? Ok anh cứ lướt qua đi. Chống đồng phi. Kim cờ lớn đi, cờ đi. Nó gì nhỉ? Non á. Con á. Này anh Tuấn về đây đâu có ai kêu anh Tuấn đâu? Này mà... ai kêu anh Tuấn đâu? À, anh ba hả? Kêu anh ba. Có người này vậy. Này kêu anh ba không à, chứ đâu kêu anh Tuấn được hả anh Tuấn? Dạ con nghe nè. Hộp đã xong em Thiên. Hả? Hộp đại ơi. Nói chung là hoa đã có chủ rồi, chậu rồi. Ừ, lại nói chuyện với anh hai xíu rồi. Chậu đã có cây rồi. Riêng của cô ơi, con tiền bạc con lên có lấy sâu được. Con không cần con gửi người ta đâu. Đèn ghê ghê không à. Em cái chủ rồi. Thôi, mình ngồi lên sống. Ngồi lên đè nhắn xét xuống ha. Mời dạ tầm 4-5 giờ con chạy, 4-5 giờ con chạy đâu con lấy. Dạ con đi tắt liên đi. Là em thấy cái công việc nó cũng đâu có nặng nề gì đâu đúng không anh Tuấn? Em biết làm cũng hay luôn mà. Làm cũng đơn giản. Cái cây ngang này đó. Mà có vẻ như khá thoải mái. Ba cái cây ngang về là đến khi chiều. Nói chung là làm nông thì mình quen làm nông. Đại cây là mình đưa xuống nước đại là đại tới đây luôn. Đại tới đây luôn anh ạ. Đại lên xong đưa xuống nước. Đã thấy không? Một cái bia này ông có ông hai bằng, không có tụt. Ông một bằng hai tụt. Kèo luôn. Anh bà cổ từ từ khi lấy dao cắt cho con sáng sớm có tầm 8-9 giờ chạy đúng được. À, nghe ba chị ở bờ á. Cắt xong rồi sao? Hả? To đủ rồi. Đâu có đi bị ôm hả? Vừa này làm như dân chuyên nghiệp chứ đâu phải là bình thường đúng không? Thì anh em về đây thôi. Biển mà. Hả? Không mà anh mà thằng dân biển mà này. Đi ôm quán này cho về đi với bạn. Trời ơi đi. Chào anh còn đang được mà bên này là gì đó. Im chưa? Làm như vậy. Mỗi anh Tướng cầu đẹp không cả nhà? Mình đi lúc ra trai vậy là anh Tướng thấy công việc nào nó khỏe hơn anh Tướng? Nói chung có công việc vậy làm nó nhàn hơn. Nói chung là làm như vậy nó nhàn hơn hả? Không cái chuyện mà ổn định với không ổn định thì khác, mình đang nói là coi như nó khỏe hơn là nhiều hơn á. Làm về ví dụ như gặp em làm hết tháng này qua tháng nọ được không nghỉ. Thì có nặng nhọc cái gì đâu, chứ ngồi coi như xỏ dây xít thì... mà công việc này dường như không ổn định thì phải. Nói chung là nhận được bè thì có việc làm. Còn cái này trước rồi sao à? Còn cái đó để trên.
Hình như cái công việc này nó không ổn định thôi đó chị Sóc, đúng không? Tôi kẹp thống vô cổ, tôi ghét mày biết. Kẹp cái miệng này nói cho rõ. Trời, mặc áo khoác màu đen mà ở trong có cái chùm đầu màu vàng. Chị là số 1. Hai éo mà, bằng hai éo mà. Để cái đen xấu ai thương tợ. À là bây giờ đang kiếm người thương. Hả? Sao lại đây nè, lại đây nè. Lại đây. Nè. Lại nói kiếm người thương nè. Trời ơi. Lại đi lại đây nè, ngồi bên đây nè, ngồi bên đây nè, bên đó cho anh cho mấy anh em cột. Ngồi đây nè. Trên bè ngồi trên bè thôi chứ không gắt ngang với em xin. Giờ kiếm người thương đúng không? Giờ kiếm người thương đúng không? Giờ sao kiếm? Kiếm mẫu người như thế nào? Mẫu người thế nào hả? Mẫu người không cần đẹp, không cần xấu. Đại loại là miễn sao là biết sống với vợ với con đầu. Nó xấu bây giờ đào tạo nó đẹp theo sao? Tính cách nhậu nhẹt hay là như thế nào? Nhậu hả? Thì nhậu thì cho nhậu ok chứ gì đừng ngay được đâu. Ngay được chết. Nhưng mà đến đầu này là không được dùng thuốc thì sao? Đó, không được dùng pha lô lô hả? À, cho vậy đi. Uống tao uống hai lô về xỉn được uống được ai uống nhau uống không phút ba đâu. Lọt tay vô rậu. Uống phi. Vậy. Còn bây giờ là cái người đàn ông của chị là cỡ cao tiễn cỡ cao mét mấy? Tàu của chồng mà cũng cao mét mấy mét tép mét chín luôn hả? Có mẫu người chứ? Có đàng hoàng chứ, ví dụ như mét sáu mấy hay mét 70 hay sao đó. Nói chung miễn xe là mình đừng có lùng, nó đừng có lùng mình được đâu. Lùng hơn không được à? Chị cao nhiêu? Thì mình mét 57. 57 thì nó 58 được rồi. À, cũng cao mình được rồi. Nhưng mà nói gì nói, mình chọn chồng mình phải cởi khẩu trang ra thì coi như cái đối tượng kia mới biết được chứ, nhờ đeo khẩu trang nhảy ai chơi. Chọn chồng mà phải biết cái khẩu trang ra. Hả? Đúng không? Cái thằng này thằng chồng mà thằng này thằng đó nó thấy cái mắt em là kêu nó ok, nó chọn em. Nó thấy nghề nghiệp em nhảy nó chọn em thì em ok, em mở mặt cho nó thấy. Cô Sáu đã lên hình lần nào cho Nam hả? Rồi lên mấy lần rồi? Lên hình là không đeo khẩu trang rồi đúng không? Lên nhóc. Vâng, thưa tất cả quý vị khán giả, nếu như mà quý vị khán giả tò mò về cái hình ảnh, cái khuôn mặt của cô Sáu thì hãy mở lại những video cũ nha. Đừng nha, đừng có mổ nha, mổ hay xỉu nha. Phi live trực tiếp luôn mà, cho nên là full. Đâu, hình như cái nhớ bữa đó hình như ông Trung cũng quay xe quá. Bữa đây nó vụ chuyện tình yêu á, tình yêu không có lỗi á. Đúng rồi, mình nhớ rồi. Nhớ rồi. Giờ mới nhớ ra á. Anh Trung phải xe quá. Bữa đó tôi mở tôi quê hàng chết luôn á, tôi thì xói giùm tôi sâu giùm tôi thấy đi. Sao quê? Tao vô nói chuyện hỏi về tôi nói rỗng rẽn ơi như vậy bán ké vậy. Hình như là quay lên mà ai biểu xóa là phải trả tiền mới được xóa sao á. Anh mình bắt đầu mình xóa rồi mình phải trả tiền hơn không? Phải trả tiền mới được xóa chứ đâu phải là cứ như đăng lên muốn xóa xóa nè. Giờ người ta quay người ta kiếm cơm mà biểu người ta xóa. Sao nè? Giờ có muốn xóa không? Bây giờ em nói thiệt với anh, nó thanh đi chứ tay vô cho nó khỏi ái tay là cũng được. Đây, đây. Xíu. Chứ đây mới đúng nè. Ủa xấu chứ lại với em đâu. Dây gân mà nó dễ ăn lằn tay. Với lại nó trơn lắm, nó không có bao tay nó trơn. Cước á. Với cột với mình thắt vào, mình chiếc với hai mối nha, mình chiếc một mối là tuôn lên. Chiếc một cái nữa. Hai lẫn qua hai mối là nó không có nó ăn ra. Thui không là cái vàng phi là cái bè nó mới vững. Đúng rồi. Còn nếu mà cái phi mà nó không vững thì cái bè nó phải chèo qua chèo lại. Từ giờ tới chiều có làm xong được một bè nữa không? Không được à? Thôi được rồi chị Sáu ơi, mất công kéo vô quá. Ơi đâu có vô? Bây giờ mà có ra ngoài nó chỗ nuôi hầu cái thì coi sự xem là cái như hầu nó như thế nào chứ còn chứ ngồi trên bè thì nói chung là ngày mai bắt đầu ở bên đây là đại diện này đi ra là xã hầu nè, mai anh Tấn cũng ra nữa nè. Mấy anh có muốn quay thì ngày mai nơi quay, tại vì ngày mai mấy em tiếp theo ngoài biển, còn hiện tại là đang làm trong bờ. Dạ vậy ngày mai đi ra ngoài chơi ha. Thì cũng muốn chia sẻ coi như cái công việc của anh Tuấn cho quý vị khán giả được biết mà chờ cái công việc là nó ổn ngày mai có chị Bằng đi không?
Chị Sáu. Có chứ, chị Sáu kêu chị Bê đi làm mà. À. Chồng đi làm cái tình tứ luôn mà, cái đó cặp luôn mà, đúng không anh? Đúng đó. Quan trọng cái chỗ đó đó. Mình tạo điều kiện mà. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Ba em không đi là anh không đi đó. Đúng rồi. Cái nào quá, gửi xe quần năng nỉ nói anh ra. Thôi anh đi. Chào ơi, rồi chị Bê nói tiếng. Cái chuyện không đi. Chào ơi, phụ lòng tốt. Ôi xấu. Ông thấy là phải hai mông vui như ông lặng lặng đó, hai mông vui nào đi bằng cái thúng nào đâu đó, đây là cái thúng kia kìa. Ngày mai á là mày nếu là phi đi á là mình thấy phải lấy cái thúng bự nhất kìa. À cái thúng xanh đó, thêm phi thấy cái thúng xanh không đó, ba đi ra chỗ phi ra bè là phải lấy cái thúng xanh. Ôi rìa chậm ở đây chắc nha, cái xong rồi lấy cái thúng xanh nha, lấy cái thúng xanh rồi phải lấy cái ghe màu xanh nữa, chỗ phi đi luôn. Trời ơi đó, vậy là bỏ mấy anh em em lỡ lại sao, đâu được em phải đi chung với anh em chứ. Ý là nếu mà chở anh em với lại anh Trung đi lấy thúng nhỏ, còn nếu chở Phi đi lấy thúng bự. Chứ đi ghe muốn quay rồi mới dễ cho thúng lắc lư lắc lư. Thôi em chọn đi ghe, em không có đi thúng đâu. Không, Phi ở trên ghe thôi, Phi ở trên ghe, có nhiều khi mình mệt lên ghe làm cái không kia được. Là cái vỏ lại đúng không? Hay là ghe kêu bằng ghe? Cái nào? Đó, cái nhựa nhựa đó. Cái đó là cái đó là cái ghe ở cái ghe dưới bằng tay á. À, cái vỏ lại đó. Vỏ lại. Chở đây mình bê quay luôn. Ở đây là kêu bo bo. Còn ở dưới anh thì em không biết. Bo bo là ở dưới đó là kêu bằng cano á, là người ta biết kêu bằng bo bo. Cái này bo bo nhỏ. Mỗi cái kêu mỗi khác nhau. Ô, mình biết cái này cái khâu đó, cái khâu đó là khâu khó nhất đó nha mày. May mà đi là có cần mặc áo phao đồ vô chứ anh em. Tại vì anh có biết quay không anh Nam? Là cái nối hả? Cái nối là khó nhất hả? Xin giữ rất hàng giấy quê. Nên hồi nãy anh hai mới bị kẹt á. Điện ngắt à. Kẹt thằng nhỏ vô trong đó là hả? Đó. Kẹt vậy mới đọc chứ. Xong. Lẹ lẹt này sống nãy giờ cũng á. Đây cục nhanh không? Nhanh. Thấy Tấn làm nhanh á. Thì anh Tấn làm ok mà. Anh Tấn mới vào đây làm có mấy bữa thôi mà anh Tấn học nghề rất là nhanh. Ừ. Nếu mà anh Tấn có mới cột cũng khác hơn ta. Có ấy anh xí nữa là anh Tấn sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Đúng không? Vậy là quá mừng rồi. Có ấy là có gì? Hả? Có ấy là có gì? Hồi dẫn đường. Giờ nó bị lên nè, đưa cái phi vô đi. Đây nè. Đó đưa phi vô. Bác Hồ soi sáng đường đi hả? Đúng rồi. Tôi thường nghe là nói nói hả? Đồng tiền đi trước cái đồng tiền phôn. Không chơi chứ, nếu như mà cũng đi biển, một thằng dân biển, thằng không biết gì mà lên thằng tài công ghe gấp cào ba cái cọng vậy thì em nói anh ăn thua hay không là cái đầu ở chỉ cái đầu của yêu mình. Cầu người ta dòm không dòm người ta gì hết qua một cái đầu mà nó không nhẹ bé là xuống rồi nó cũng không nhẹ bé đúng không, nó cứ làm thuê mà chúng ta cái thứ hai là làm chủ là cái đầu hơn ra không chứng trọng trong trong bất cứ chuyện cảm cũng vậy, một hai yêu yêu không yêu không yêu, không yêu. Nghỉ thì ngủ rất là khổ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy nè, lớn nè sâu nha, về uống về là ngủ nói cái này chết đó. Bữa nay nó bực mình rồi á, chưa xử lý anh á. Đúng xin. Cười bé coi. Hôm nay có mình xin cười được trai nhất à. Lính người làm ruột á. Hồi giờ luôn á. Hồi giờ luôn hả? Tôi làm mấy hầu. Lấy hầu làm bè làm người. Hả? Ở đây có đông người mà nhận làm bè như vậy không, hay là có một mình cô Sáu thôi? Nhiều người làm lắm, là khách quen của mình đó. Làm mối ha. Đúng rồi. Là người ta ấy mình chỉ qua chỉ lại thôi. Nó cũng chanh lắm, Nhiều người ta làm đó, có lời như bè có 3-4 triệu, nhiều người ta làm bè để người ta lời. Người ta lấy cái tiền công á, đại loại tiền này người ta làm đúng cái tiền luôn, mà người ta rảnh để người ta làm công. Ta lấy lời, chứ người ta không có lời ra những cái tình cảm. Nói chung là
gì nó cũng có sự tranh giành hết á, cạnh tranh nhau. Mà sau này thì nếu mà mấy người đó nó biết mình thì nói chung là nói thiệt là làm gì cũng tự uy tín, nếu mà không có uy tín thì người ta cũng không kêu mình đâu. Làm gì khi mình làm ẩu người ta rồi sau này ai dám kêu mình. Đúng rồi, đúng rồi, quan trọng là vậy á. Quan trọng là cái tâm của mình nữa. Nói chung là làm cái bè nó không chịu xịt, nó chặt chắc là coi như nó được bền. Tối này tí nó mới làm xong rồi đây cánh thành nhậu rồi kia kìa. Ừ. Cho nó hành trái thôi, thôi. Thôi nhậu nó rớt biển đó. Rớt biển thì mới ngon. Phi. Bơi thì mình uống bia mà sợ rớt biển cũng uống Panadol, sợ rớt biển thì tao. Thôi Panadol nó cũng rớt xuống biển bình thường à. À, và vâng, thưa quý vị khán giả, đây là cái khung cảnh ở khu vực biển. Và nãy giờ quý vị bà con cũng nghe là chị Sáu chia sẻ về cái câu chuyện nghề nghiệp của cái nghề làm bè nuôi hào. Và quý vị khán giả thấy những cái thao tác bên phía anh Tuấn thì cũng khá là chuyên nghiệp. À, những cái thao tác làm việc cũng khá là chuyên nghiệp. Thì đây là những cái hình ảnh mà nhóm anh em cũng muốn gửi tới quý vị khán giả về cái công việc hiện tại của anh Tuấn, anh làm việc như thế nào và làm những cái công việc gì ở cái khu vực biển Cam Ranh này. Và thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Ngày mai sẽ có một cái chuyến hành trình đi ra bên phía biển, ra phía bãi hào để là xem cái công việc nuôi hào, xem cái công việc nuôi hào như thế nào. Thì tụi em sẽ là cập nhật cho quý vị khán giả vào cái đoạn video vào ngày mai nha thưa cả nhà. Một lần nữa gửi lời chào trân trọng và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả. Chào chị Sáu ha. Chào chị Sáu. Chào anh Tuấn, chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mấy anh em. Tụi anh chưa qua ông đi mà sao đi sớm hả?